1. Cha mẹ vô cùng hạnh phúc khi con hiện diện ở đây. Chứ không phải là bảo là nhìn ngứa cả mắt, hay là bảo thôi đi chỗ khác đi, nóng quá, mệt quá, đi mất, kiểu kiểu như vậy, đừng có thế. Cha mẹ vô cùng hạnh phúc khi con hiện diện ở đây. Thế thì con mới hay hiện diện với cha mẹ chứ. Thông điệp thứ hai, cha mẹ nhìn thấy con rồi. Nhiều cha mẹ là không có nhìn thấy con đâu. Có rất nhiều cha mẹ, đôi khi cha mẹ lại sống trong cái thế giới nỗi buồn, khổ cực của cha mẹ. Và rồi họ chỉ nhìn thấy họ thôi, họ chỉ nhìn thấy nỗi buồn của họ thôi, và họ quên mất sự hiện diện của những người xung quanh mình, nên là họ không có nhìn thấy con họ đâu. Nhiều người chồng cũng chẳng nhìn thấy vợ, cho đến khi vợ lăn quay ngã ngửa ra ốm thì lúc đấy chồng mới bắt đầu hỏi thăm: ốm à, uống thuốc chưa, ăn gì chưa. Thế là chị vợ chị mới ốm nhiều hơn, bởi vì ốm mới được nhìn thấy, ốm mới được hỏi, còn không ốm mình khỏe là anh ấy chẳng biết đấy là đâu cả. Có đúng không các chị? Nếu đúng comment số 1 xem nào. Ốm mới được hỏi, còn nếu khỏe chả bao giờ hỏi. Ốm gái được quan tâm ngay, thôi tuần sau lại ốm phát nữa, tuần sau lại ốm. Thì các con cũng như thế. Cha mẹ còn đang bấn loạn với nỗi buồn, cảm xúc của cha mẹ nên chả nhìn thấy con. Thế nên cái thông điệp thứ hai mình phải làm: cha mẹ nhìn thấy con rồi. Thông điệp thứ ba: con thật đặc biệt với cha mẹ. Các anh chị có hạnh phúc khi mà chồng mình nói với mình rằng em thật là đặc biệt với anh? Hay là các anh có hạnh phúc khi mà các chị nói rằng anh thật là một người đàn ông đặc biệt đối với em? Mình có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ, đúng không? Thế nên mình nói với con mình là gì? Là con thật là đặc biệt đối với cha mẹ. Con thân yêu, con thật là đặc biệt trong đời sống của cha mẹ. Đặc biệt quá đi chứ còn gì nữa, đúng không? Quá là đặc biệt. Thông điệp thứ tư: cha mẹ tôn trọng con. Ôi các anh chị mà tôn trọng các con ấy là các con sướng lắm luôn ấy. Bởi vì thường trẻ con là ít được tôn trọng lắm, thường là bị gạt phắt đi. Trẻ con biết cái gì, im mồm mình biết cái gì mà nói. Rồi có những người nói thằng nhãi ranh này biết cái gì, trẻ con thì biết cái gì. Nên là ít người tôn trọng con nít lắm. Nên là chúng ta phải có lòng tôn trọng. Khi mà tôn trọng ấy thì mình thật sự thể hiện được cái sự thiêng liêng của những cái thiên thần bé nhỏ đấy. Và càng tôn trọng con thì con càng giỏi, con càng tuyệt vời. Bởi vì thực ra là như này này, tại sao có những bạn 15 tuổi nghe được trí tuệ của tôi, có những bạn 20 tuổi nghe được trí tuệ của tôi, có những người 60 tuổi chưa nghe được trí tuệ của tôi đâu, có những người 50 tuổi, 70-80 tuổi cũng chưa nghe được trí tuệ của tôi đâu, đúng không các anh chị? Thực ra ấy, những bạn 15 tuổi, 10 tuổi cũng có bạn nghe được trí tuệ của tôi đấy. Tôi gọi đấy là tâm hồn già trong một cơ thể trẻ. Một cái tâm hồn rất già ở trong cái cơ thể trẻ thôi, nên phải tôn trọng cái tâm hồn già đấy. Chứ không phải là trẻ con đâu nha, không phải là con nít đâu nha, các anh chị nha. 15 tuổi nhưng đã có thể tự nhận trách nhiệm rồi, còn 60 tuổi vẫn đổ lỗi thì vẫn là tâm hồn trẻ sơ sinh, chưa có nhiều nhận thức nên là vẫn đổ lỗi, vẫn than vãn, vẫn trách cứ. Nhưng 15 tuổi đã nghe được trí tuệ của tôi rồi, đã biết nhận trách nhiệm rồi. Tâm hồn già trong một cơ thể trẻ đấy, nên là phải tôn trọng chứ làm sao. Số 5, cha mẹ yêu con vô điều kiện. Phải gửi cho con được cái thông điệp này: cứ là chính con, không cần phải giống cậu hàng xóm, không cần phải giống bạn lớp trường, không cần phải giống người này người kia. Nếu cơ thể con là gái, con hoàn toàn có thể là trai. Nếu cơ thể con là trai, con cũng hoàn toàn có thể thích lấy chồng. Yêu con như thể con vốn là. Có một số cha mẹ mang con đến và nhờ tôi coaching giới tính. Coaching giới tính, nhưng mà tôi không làm điều đấy. Thứ nhất là tôi không làm được. Thứ hai tôi cũng chưa thử làm. Thứ ba tôi cũng không có ý định thử. Và thứ tư là tôi không bao giờ tôi làm. Yêu con như thể con vốn là, giới tính nào chả được, quan trọng gì. Miễn là con sống hạnh phúc và có lợi ích cho xã hội là được, các anh chị. Thế là được. Yêu con như thể con vốn là. Thông điệp số 6: nhu cầu của con rất quan trọng đối với cha mẹ.
cha mẹ sẵn lòng để giúp đỡ con này. Khi con có nhu cầu gì có thể tìm đến cha mẹ, vì nhu cầu của con rất là quan trọng đối với cha mẹ. Gửi cho con cái thông điệp đó. Nên là khi con có nhu cầu gì, khi con có vấn đề gì, con có thể tìm đến cha mẹ. Thông điệp số 7: cha mẹ luôn ở đây, cha mẹ sẵn sàng dành thời gian cho con. Thông điệp số 8: cha mẹ giữ cho con được an toàn. Thông điệp số 9: con có thể được nghỉ ngơi khi con ở bên cạnh cha mẹ. Có nghĩa là con có thể được thả lỏng, được thoải mái khi con được, khi con ở bên cạnh cha mẹ. Chứ không phải thấy cha về cái là rúm ra rúm gió, sợ hãi. Thấy mẹ cái là ù té quyền cũng lại chạy biến luôn. Khi con ở bên cạnh cha mẹ, con có thể được là chính con. Con thoải mái, con tự do, con hạnh phúc. Con không phải đối phó, con không phải nói dối, con không phải sợ hãi. Ý là như vậy. Các anh chị đã làm được cái số 9 này chưa? Cả nhà ơi, mình đã làm được số 9 này chưa ạ? Comment điều gì đấy đi để cho cô Lanh biết. Chưa? Rồi, chưa? Rất nhiều người chưa làm được đúng không? Học đi, chữa lành đi nhé, kết nối với con. Để rồi mình sẽ có cơ hội làm được. Thông điệp số 10: cha mẹ rất thích con. Đây là thông điệp hay lắm đấy các anh chị. Tôi là rất hay gửi cho con gái tôi cái thông điệp này. Ví dụ nha, tôi ở tầng trên, tôi xuống công ty là tầng dưới. Trước khi tôi đi xuống đây tôi dạy ấy, là tôi đi ra cửa rồi tôi quay lại tôi nói là mẹ rất là thích con luôn ấy. Mẹ ôm cái cho mẹ thơm cái. Sao mẹ thích con thế nhở? Mà con gần 20 tuổi rồi các anh chị. Đấy. Và tôi cảm thấy cô bé tràn ngập hạnh phúc luôn. Thế thì mẹ mình thích mình như thế này thì bạn ấy có thích bạn ấy không? Có chứ. Và rồi bạn ấy yêu bạn ấy luôn. Và khi một người yêu chính mình thì cả thế giới sẽ đến để xin được yêu họ đấy. Bởi vì họ sẽ luôn làm những cái việc tuyệt vời, đầy giá trị. Nên là cứ khi mà con tôi mà ở nhà, mà tôi mà đi làm, trước khi ra khỏi cửa là tôi nói là ui sao mẹ thích con thế nhở, mẹ thích con lắm luôn ý. Sau vào ôm cái, thế lại đi làm. Và đây là 10 thông điệp mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cần, và bất cứ người cha người mẹ nào đều cần cho con. Các anh chị nhé, cho con của mình. Tuyệt vời không ạ các anh chị? Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.